Sau những ngày hồi hộp chờ đợi, người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã vỡ òa niềm vui chung khi ngày 28 tháng 11 năm 2014, tại thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp, tổ chức UNESCO đã vinh danh dân ca ví dặm xứ Nghệ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chào mừng sự kiện trọng đại này, báo Nghệ An phối hợp với Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Nghệ An tổ chức cuộc giao lưu tọa đàm Dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, người đã có nhiều năm gắn bó và gặt hái được nhiều thành công trong biểu diễn và truyền thụ các làn điệu dân ca đến với mọi người. Và cũng xin mời em Bích Trâm, một nghệ nhân nhí đã biểu diễn rất thành công các tiết mục dân ca ví dặm, sẽ cùng lên sân khấu và giao lưu. Xin được chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu. Nhắc đến dân ca xứ Nghệ thì những khán giả đương thời thường nhớ đến những điệu lời ví dặm do chị biểu diễn. Là người đã gặt hái được rất nhiều thành công từ biểu diễn cho đến truyền thụ các làn điệu dân ca đến với các nghệ sĩ trẻ, chị có cảm xúc gì khi biết UNESCO đã vinh danh dân ca ví dặm xứ Nghệ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại? Ông Lượng xin chào các quý vị đại biểu, các quý khách quý, toàn thể quý vị. Có thể nói là khi nghe tin tổ chức UNESCO vinh danh cái ví dặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hồng Lựu cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ và có lẽ là người dân của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như là người dân cả nước đều cùng có chung một cảm xúc, đó là rất xúc động và rất đỗi tự hào, bởi vì ví dặm xứ Nghệ chính là cái tiếng nói của người dân xứ Nghệ, những tưởng rằng là nó sẽ không đi được xa. Bởi người dân xứ Nghệ có thể hát được tất cả các loại hình dân ca của các vùng miền khác, nhưng các vùng miền khác thì ít hát được dân ca Nghệ Tĩnh và khó nói được tiếng Nghệ Tĩnh. Nhưng mà đến hôm nay thì thế giới biết đến ví dặm và tôn vinh, vinh danh ví dặm là di sản văn hóa phi vật thể, thì đó là một cái niềm hạnh phúc mà không có một cái lời nào tả được. Khi tổ chức UNESCO vinh danh ví dặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, có nghĩa là thế giới gắn cho xứ Nghệ một cái trọng trách rất là lớn lao. Đảng bộ và nhân dân xứ Nghệ làm thế nào đó phải phát huy, bảo tồn hơn nữa cái ví dặm của cha ông. Qua cả cái câu hát dân ca xứ Nghệ, chúng ta sẽ có một cuốn biên niên sử về lịch sử của người dân xứ Nghệ chống lại cái thiên tai bão lũ và cái giặc ngoài xâm như thế nào trong cái hát dân ca. Chính vì vậy mà ông Lưu mong muốn rằng là cái thế hệ của chúng ta có tiếng nói riêng của cái thời cuộc chúng ta đang sống, cái thời đại chúng ta đang sống, đưa vào câu hát. Và cái việc làm này thì chúng ta đã hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã làm được rất là nhiều. Đấy là chúng ta mở rộng được một cái mạng lưới thanh lập và mở rộng được cái mạng lưới câu lạc bộ dân ca ví dặm ở các tầng, các thôn, phường, xã, và đưa dân ca vào trường học. Cũng cái phong trào này phát triển rất là mạnh mẽ. Nhưng ở đây có một cái yếu tố mà nó vô cùng quan trọng trong cái vấn đề bảo tồn và phát huy nó, phát huy cái ví dặm, đó là kéo được cái tầng lớp trí thức tham gia vào. Cái thời cuộc chúng ta đang sống đây thì cái tầng lớp trí thức tham gia vào cái ví dặm đang còn ít. Thì ví dụ như là ngày xưa thầy cụ Nguyễn Du hoặc là cụ Phan Bội Châu là những người thực hành cái di sản và sáng tạo cái di sản rất là lớn, thì để lại cho cái trong cái kho tàng đồ sộ của chúng ta đã có những cái câu hát nổi tiếng của các cụ. Và những cái câu hát, những cái câu từ của ví dặm nó mang tính bác học, đó là nhờ cái sự tham gia của những cái tầng lớp trí thức. Nhưng mà như vậy có nghĩa là cái tầng lớp trí thức này ngày hôm nay chúng ta cần phải kéo cái tầng lớp trí thức này vào cuộc, đó là cái thứ nhất mà ông Lưu mong muốn. Và cái thứ hai nữa là trong cả cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì cái ví dặm của chúng ta cao vút cất lên để đồng viên các chiến sĩ ra mặt trận, đồng viên những người sản xuất ở nhà. Thì hôm nay
chúng ta cũng cần phải kéo được cái lực lượng quân đội vào với Ví Dặm. Đây, có nghĩa là cộng đồng bên trí thức của chúng ta cùng vào cuộc với Ví Dặm một cách rất là tự nguyện. Thì Hồng Liễu nghĩ rằng là không có cái cỡ gì mà Ví Dặm của chúng ta không phát triển mạnh mẽ. Và có thể nói rằng là dân ca Ví Dặm của chúng ta thì đã cùng với con người Nghệ Tĩnh đã trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử, không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lưu. Và thưa quý vị, ngay bên cạnh tôi đây là nghệ sĩ nhí Bích Trâm. Xin chào em, năm nay em học lớp mấy rồi? Dạ chị, em tên là Trần Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 8B, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Thế em đã bắt đầu hát dân ca Ví Dặm từ lúc nào? Dạ thưa chị, là em bắt đầu hát dân ca từ lúc nhỏ. Mẹ em đã bày cho em những câu dân ca và em từ đấy là em đã tập và hát cả câu dân ca. Vậy thì Bích Trâm có thể chia sẻ cho chị cũng như tất cả các khán giả được biết là vì sao em lại yêu thích các làn điệu dân ca Ví Dặm nhỉ? Thưa chị, là em yêu thích các làn điệu dân ca Ví Dặm bởi vì là trong các câu dân ca thì ẩn chứa rất nhiều lời dạy truyền thụ từ đời cha ông các đấng sinh thành ngày xưa. Trong các câu dân ca thì em hát, em cảm nhận được hơi ấm của cha ông và làm cho em cảm thấy là mình yêu dân ca và muốn hát các câu dân ca đó lên. Xin cảm ơn anh rất nhiều và chị xin được chúc Bích Trâm sẽ ngày càng học giỏi hơn và ngày một nhiều hơn nữa sẽ đưa những làn điệu dân ca đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và xin cảm ơn em Bích Trâm đã tham gia cùng với chương trình. Và tiếp theo chương trình, xin được mời nghệ nhân Nguyễn Trọng Đồng ở câu lạc bộ dân ca xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương và ông Nguyễn Ngọc Tất, giám đốc trung tâm bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ sẽ cùng lên sân khấu để tham gia giao lưu. Xin mời. Xin cảm ơn bác và xin cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình. Và thưa bác Đồng, là một nghệ nhân đã tham gia thực hành di sản và truyền dạy cho các thế hệ, bác thấy dân ca Ví Dặm có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống sinh hoạt của người dân lao động ạ? Xin thưa quý vị đại biểu, thưa nhà báo, thưa nhà truyền thông, thật ra mà nói là yêu dân ca xứ Nghệ khi đó còn để cho mà cho đến bây giờ đã là 84 tuổi rồi nhưng vẫn là chủ nhiệm dân ca của câu lạc bộ dân ca huyện Thanh Chương. Chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp nối đến còn hơi ngày nào thì vẫn còn sưu tầm, vẫn còn là giảng dạy cho tất cả các lớp cháu con sau này để gìn giữ lấy cái vốn của cha ông mình. Có thể nói là cái niềm vui là từ hôm qua bây giờ ông ta đã ở đâu có lao động thì ở đó có dân ca. Dân ta từ sáng tác lấy để mà từ cá lấy để rồi đồng viên nhau mà quên rét, quên mưa, cây cho trồng xong, cày cho trọng là trong ruộng, đồng thời là cũng là đấu tranh với giai cấp phong kiến. Lúc bây giờ mà người ta cho là xin lỗi cho là hát là trưởng cá là bố loài, không được chế bất loài nào cả, nhưng mà từ chỗ đó thì có những cái chuyện mà đấu tranh với các cái tầng lớp, các cái giai cấp trước đây đối với thiên nhiên, đối với áp bức bóc lột, thì phải nói rằng là cho nên vì sinh là có nhiều cái đàn hát hát theo phường, theo hội, phường vải, phường buôn, phường nốc, phường cấy, rồi là theo nón, tất cả các cái làn điệu thì đều xuất phát từ lao động của cha ông mình được đấy mà để cho nên có những cái câu rất là già cây cất lên cho hạt, câu hạt cho hay với cho tàu và chặt cho tấy rung mình mà hạt cái đồ hoàng siêu đinh rằng ai ai về nhà lấy để đến những ai có vợ nói vợ đừng có ghen mà ai có chồng nói chồng đừng có ghen chứ rằng má chứ ai về nhà lấy trở nên nghi ngờ thì phải nói rằng là một cái sức đấu tranh rất là tôn tàn. Tôi còn nhớ rằng là
Lân và đồng chí Tổ Hữu đi vào dàn cháu thấy ba con rẹt rồi bần hát. Thì đồng chí Tổ Hữu xuống hỏi, có rẹt ba con, rồi xin con mẫu ngôi cũng trẻ rủ rẹt cho đi chú đi lên thật. Rẹt rồi mới rắn mà từ bần hát. Hát cho quên rẹt chứ không à, hát cho quên rẹt. Và bao nhiêu cái quyền, bao nhiêu cái giải thoại của cha ông mình từ ở trong Hà Tình cùng với ở Nghệ An mình thì phải nói lên là thì nói dân ca sĩ nghề là ở trên sông Ra và ở trên sông Ra, cho nên dân nghề tình là đi đâu mà nói đến hát dân ca cũng hay cả. Có người đến hỏi này rằng ông hình chướng như ông rắn rồi xin chướng như mình ấy, cứ đến cố gắng mà chạy rồi đi gặp bất kỳ một ai hỏi này ông ơi ông có biết chỗ hết bị bóng bị cổ chứ vô đây ta hát cho nghe. Rồi đến cả kia trường á thì mời được rất nhiều là trường là có thầy giáo dạy, đồng thời là có nhiều em bây giờ hát rất là hay. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác. Và có thể nói rằng là dân ca ví dặm thì đã có một tầm quan trọng và gắn bó với người dân từ rất lâu đời rồi ạ.